Xin chào các bạn, mình là Văn Hưng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của công ty luật CIS. Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục đặc biệt để được pháp luật bảo hộ về quyền sở hữu hợp pháp đối với một tên gọi, logo khi dùng để gắn lên trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, biển hiệu, trang thông tin điện tử, mạng xã hội như website, Facebook, YouTube. Để được cấp văn bằng bảo hộ thì nhãn hiệu đăng ký cần đáp ứng khá nhiều điều kiện. Quan trọng và phổ biến nhất đó là không bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với bất kỳ nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước dùng cho sản phẩm dịch vụ cùng loại hoặc tương tự. Trong video này mình muốn nói chi tiết hơn và cũng để giải đáp thắc mắc mà nhiều chủ đơn đang gặp phải, đó là nhãn hiệu đăng ký cho nhóm này nhưng bị từ chối vì nhóm khác. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau, nên khi đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn sẽ cần xác định dấu hiệu đăng ký là gì và dùng cho những sản phẩm dịch vụ nào. Nhóm là danh mục các hàng hóa dịch vụ được phân loại theo bảng phân loại quốc tế dùng để đăng ký nhãn hiệu, hay được biết đến là bảng phân loại theo thỏa ước NISA. Căn cứ vào bản chất, chức năng, mục đích sử dụng mà mọi sản phẩm dịch vụ đều sẽ được phân loại vào danh mục gồm có 45 nhóm, trong đó từ nhóm 1 đến nhóm 34 là các nhóm về sản phẩm, từ nhóm 35 đến nhóm 45 là các nhóm về dịch vụ. Khi xem xét tính trùng tương tự về sản phẩm dịch vụ thì thẩm định viên sẽ không căn cứ vào số thứ tự của nhóm mà sẽ xem xét đối chiếu từng sản phẩm dịch vụ và đánh giá xem các sản phẩm dịch vụ đó có cùng loại hoặc tương tự với nhau hay không. Theo đó, sản phẩm dịch vụ cùng loại tức là cùng đề cập đến một chủng loại sản phẩm dịch vụ. Hầu như sản phẩm dịch vụ cùng loại thì đều được xếp chung vào một nhóm. Sản phẩm dịch vụ tương tự thì có hai trường hợp, đó là thứ nhất, sản phẩm tương tự sản phẩm, dịch vụ tương tự dịch vụ, và thứ hai, sản phẩm tương tự dịch vụ. Trường hợp thứ nhất, hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai sản phẩm hoặc hai dịch vụ đó tương tự nhau về bản chất hoặc tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng và được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại, phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau trong cùng một loại cửa hàng, ví dụ bia và rượu, quần áo và giày dép, kem làm trắng da và mỹ phẩm, thuốc ho và dược phẩm, dịch vụ thiết kế bản vẽ công nghiệp và dịch vụ kiến trúc, dịch vụ quán cà phê và dịch vụ quán ăn uống. Trường hợp thứ hai, một sản phẩm và một dịch vụ bị coi là tương tự nhau nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: giữa chúng có mối liên quan với nhau về bản chất, hàng hóa dịch vụ hoặc nguyên liệu bộ phận của các hàng hóa dịch vụ này được cấu thành từ hàng hóa dịch vụ kia, ví dụ xe máy nhóm 12 và dịch vụ sửa xe máy nhóm 37, quần áo nhóm 25 và dịch vụ may gia công quần áo nhóm 40, hoặc giữa chúng có mối liên quan với nhau về chức năng. Để hoàn thành chức năng của hàng hóa dịch vụ này phải sử dụng hàng hóa dịch vụ kia, hoặc chúng thường được sử dụng cùng nhau, ví dụ dược phẩm nhóm 05 và mua bán thuốc nhóm 35, mỹ phẩm nhóm 03 và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thẩm mỹ viện nhóm 44. Giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau về phương thức thực hiện. Hàng hóa dịch vụ này là kết quả của việc sử dụng khai thác hàng hóa dịch vụ kia, ví dụ cà phê nhóm 30 và dịch vụ quán cà phê nhóm 43, phần mềm máy tính nhóm 09 và dịch vụ thiết kế lập trình phần mềm nhóm 42. Như vậy, không phải nhãn hiệu cứ đăng ký trong nhóm có số thứ tự khác nhau là sẽ khác nhau, mà cần phải đối chiếu so sánh với từng sản phẩm dịch vụ trong danh mục đăng ký bên cạnh điều kiện trùng tương tự về dấu hiệu. Do đó, để tránh phải nhận kết quả từ chối bảo hộ vì lý do sản phẩm dịch vụ tương tự, trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, bạn nên tìm kiếm các luật sư, các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp có chuyên môn về sở hữu trí tuệ như công ty luật CIS để được hỗ trợ, tư vấn, tra cứu, đánh giá cũng như đưa ra những giải pháp hợp lý trong trường hợp danh mục sản phẩm dịch vụ của bạn có khả năng tương tự với sản phẩm dịch vụ trong nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó. Trong các video tiếp theo, phòng sở hữu trí tuệ công ty luật CIS sẽ tiếp tục có những video trả lời các thắc mắc của các bạn gửi về liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích. Do đó, các bạn đừng quên like, share và subscribe để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của công ty luật CIS nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.